Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay sẽ có bác mẫu xe đạp địa hình 9XX6A, dòng xe đạp địa hình bánh 26, sử dụng bộ chuyển động Shimano Atus khung nhôm, đùi đĩa trục rỗng và một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Ý. Các bác chơi xe lâu thì cũng rất quen thuộc với thương hiệu này. Thương hiệu xe rất là tốt trên thị trường. Đây là một chiếc xe khung nhôm màu xám, kỳ đẹp. Model là X-Trim Series X6A, khung 17 inch, nước sơn nguyên bản. Xe thì ngoại hình thì còn giữ được cái màu sắc cũng tương đối là đẹp, chỉ có là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Lại thì tổng thể xe thì tất cả mọi thứ bộ chuyển động còn rất là tốt. Bộ Shimano Atus với 9 tầng lip. Ở trên này là 3 tầng đĩa để cho 27 tốc độ khác nhau đây, trên khung 18G Shimano 27 speed. Vành bánh là 26 inch, sử dụng là Mayo Lovatec bi vòng. Bánh bi vòng bạc đạn. Đĩa trục rỗng của Brewell. Thì toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc nguyên zin hết các bác nhé. Nguyên zin hết 100%. Ghi đông của Ford đồng bộ Ulo này. Đồng bộ yên zin. Trên này được sử dụng bộ tay bấm xả Shimano Atus và cụm phanh dầu. Cụm phanh dầu của Shimano. Giảm sóc dầu theo xe. Và giờ trước cũng là Lovatec bi vòng. Thì chiếc xe đang bán bên em là 6.600.000. Thì đây là một chiếc xe mà nó sử dụng bộ cấu hình này, gần như là ngon nhất phân khúc này. Bộ Atus 9x3 đĩa rồi, phanh dầu, hay bạc đạn đủ cả. Đáp ứng cho các bác mua về để rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao thì rất là tốt. Đây còn được thương hiệu 9x của Ý, thương hiệu rất là nổi tiếng. Màu sắc thì cực kỳ nhã nhặn, màu xám xi măng. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa cọc yên tới cổ phốt là 55 cm. Thì xe có size 17 inch này, họ đi trên khung thì phù hợp với các bác đi từ khoảng mét 63 đến mét 73 thì phù hợp. Trang bị full một bộ chuyển động Shimano Atus với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì các bác nhìn cho mình cực kỳ là mượt mà. Chiếc xe đang bán với em mức giá là 6.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.